Lúc này ở cung điện thần tộc muộn như vậy rồi sao còn chưa đi nghỉ, đệ nhất ngài tại sao cũng chẳng lẽ ngài đang lo lắng cho Lisa sao? Thủ lĩnh tôi nghe nói hôm nay cô đã triệu hồi áo đinh chi thương cùng kỵ sĩ điêu tượng luyện tập suốt một ngày, đến cơm cũng không ăn, Lisa tôi biết cô đang cảm thấy rất buồn nhưng cô cũng phải biết chăm sóc cho bản thân như vậy sau này sau khi đã thăng cấp hạng a rồi mới có thể báo thù giúp anh ta không phải sao cô cứ nghĩ cho kỹ đi sau đó thì nghỉ ngơi sớm một chút tuy rằng hiện tại mình vẫn chưa đạt cấp a nhưng dựa vào thực lực của mình lại thêm có kỵ sĩ tộc thần bảo vệ muốn đối phó với hai cao thủ cấp b của thần tập có lẽ không thành vấn đề thần tập chuẩn bị trả giá cho những hành động mà các ngươi đã gây ra đi ý cậu muốn nói cậu ta tự nguyện làm trên mặt đất đúng vậy thật uổng công tôi cầu xin ngài giúp cậu ta thật không ngờ cậu ta không biết ơn ngược lại còn nói tôi là kẻ tham danh hoa phú quý thật đúng là ngu ngốc sau này số linh thạch mà cậu ta được định kỳ nhận mỗi tháng cậu tự giữ lại cho mình đi không cần đưa cho cậu ta không ngờ năm lần bảy lượt từ chối đề nghị của tôi vậy thì cậu chịu khó cũng đám người bình thường đó đi thật không ngờ tới nhà kho linh thạch lại nằm ngay phía đối diện phòng bảo vệ linh thạch yêu quý của ta ta đến với ngươi đây chào đại nhân yamada chuyện gì đây vậy mà còn có nhiều người ta chào đón như vậy các đồng nghiệp và thần tập đều nhiệt tình như vậy sao? Đại nhân Yamada sau này xin hãy chiếu cố tôi nhiều hơn. Một mình anh sẽ sắp xếp công việc cho trên dưới 120 bảo vệ ở đây, thực sự vất vả cho anh rồi. Đùa kiểu gì vậy, tôi không phải chỉ là một nhân viên quèn phụ trách một khu vực nhỏ bé nào thôi sao? Sao còn được phong thành tổ trưởng thế này, nào tôi đưa anh đến phòng làm việc riêng của anh, được thật không ngờ, lần đầu được làm chức to vậy mà lại là ở thần tập tôi giúp anh thu dọn thế này anh đã thấy vừa lòng chưa tên này sao vẫn còn ở đây cậu có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không đại nhân yamada trưởng bộ phận nhân sự trước nói với tôi tôi có năng lực tốt sẽ sắp xếp cho tôi làm đội trưởng kết quả vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa thì anh đã tới rồi anh xem anh ta cái gì cũng không nói với tôi anh ta đồng ý với cậu thì cậu đi tìm anh ta mà đòi tôi tới đây là vì linh thạch bảo bối ai mà rảnh đi lo mấy chuyện thăng cấp gì đó của mấy người mấy tên tu hành ở cấp cao đều cùng chung một ruột xem ra vẫn là phải cuối cùng cũng có chút không gian riêng tư cơ hội hiếm có vẫn là nên tiếp tục nghĩ cách sau này phải làm thế nào tuy rằng lúc trước ta muốn duy trì mối quan hệ với những người khác cho tới lúc tìm được cơ hội tốt nhất để ra tay nhưng nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy nếu như ta không làm chút gì đó vậy không phải làm mất đi nét đặc trưng của lã thụ rồi sao mặc kệ đi không còn linh thạch cũng không phải chuyện gì to tát với thần tập dẫu sao nhiếp đình cũng không nói phải làm tới bước nào, nhắm vào người nào. Điều quan trọng nhất chính là phải khiến cho bản thân cảm thấy vui vẻ, sao lại có người tới rồi, vào đi, đại nhân Yamada lại là tôi, công việc thường ngày của anh chắc rất vất vả nhỉ. Làm nhân viên cấp dưới như tôi cảm thấy rất đau lòng thay cho anh, cái này là dành để anh bồi bổ, ôi đạch ở đây đoán chừng cũng có tới hơn 10 vạn tệ đi. Bình thường thần tập rốt cuộc đã bỏn tốt bao nhiêu của người dân vậy, tại sao một tên tu hành giả cấp e này có nhiều tiền tới như vậy khoản tiền này do mình vất vả thu được từ đám dân đen kia được rồi tôi biết rồi anh lui xuống trước đi vậy chuyện làm đội trưởng chuyện làm đội trưởng tôi không phải đã nói với cậu là đi tìm người quản lý trước để nói chuyện rồi sao sao lại tới tìm tôi đại nhân yamada anh không thể như vậy tiền của tôi cũng không phải dễ dàng kiếm được nhưng nó giờ là của tôi mình chưa bao giờ gặp ai mặt dày như hắn cậu về rồi đấy à về muộn như vậy Xem ra công việc trên mặt đất không ít nhỉ, cũng tạm, có thể ứng biến được. Anh sao về sớm thế? Kuyama đại nhân chiếu cố tôi, buổi chiều không có việc gì thì bảo tôi về tiếp tục tu luyện. Tôi có dự cảm mấy ngày nữa thôi thì tôi có thể thăng cấp C rồi. Lợi hại, anh quả nhiên là người được đại nhân hết sức tín nhiệm. Xem ra kế hoạch cướp linh thạch không biết có thể thành công. Quỷ không biết thần không hay hay không, quan trọng đều nằm ở Kuyama này. Ngày hôm sau, mấy ngày qua giờ tới giờ đếm số linh thạch ở trong kho không biết bao nhiêu lần là lúc nên đem các bảo bối linh thạch về nhà rồi, bước đầu của kế hoạch đánh ngất Hazer, sau đó cả trang thành hắn, đi tìm Kuyama người nắm trong tay quyền ra vào căn cứ điện xuất phát. Thế này lại là ai nữa đây, đại nhân chính là tiểu tử này đã lấy tiền của tôi mà không chịu giúp, hóa ra là người mà tên này ôm chân tới sao, nào tìm tôi có việc gì, mọi người đều là đồng nghiệp của nhau lể mặt trước đi, nếu đã nhận tiền thì phải làm việc cho người ta, cậu nói xem có phải không, chắc chắn là làm rồi, ai nói không làm, sao đột nhiên đổi tính đổi nết vậy, ở tập trước cậu đâu có nói như vậy, các người cũng phải cho tôi chút thời gian chứ, tôi cũng chỉ vừa mới đảm nhiệm vị trí này không lâu nhiệm vụ hiện tại còn chưa xử lý hết danh đội trưởng của ba tổ còn lại chưa quyết định xong trong tình huống này tôi sao có thể đi tìm đại nhân kuyama các người cảm thấy hắn dễ thuyết phục toshi tôi cảm thấy lời của yamada nói rất có lý hơn nữa thái độ cậu ta cũng không tới nỗi nào cậu có phải là đã hiểu lầm gì người ta rồi không chuyện này thật ngại quá đã làm phiền ngài rồi đại nhân yamada không sao cậu yên tâm chỉ cần tôi chắc chắn tên của hai đội trưởng còn lại thì sẽ tìm đại nhân kuyama nói chuyện ngay đây là đang ám chỉ bảo mình nhanh chóng tìm người dân lễ vật cho hắn để hắn quyết định ai là đội trưởng sao đại nhân ngài yên tâm chuyện còn lại cứ giao cho tôi giao cho cậu giao cho cậu cái gì tôi chỉ là tùy tiện nói vài câu mà thôi một lúc sau đại nhân tôi đã giúp ngài hỏi rồi hai vị này cũng có ý muốn làm đội trưởng ngài xem đại nhân đây là chút thành ý của chúng tôi xin ngài nhận cho ngài yên tâm sau này chúng tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài ngài nói đi đằng đông chúng tôi tuyệt đối không dám đi đường tây được rồi tôi biết rồi mọi người yên tâm tôi sẽ đem những thứ này đi gặp đại nhân kuyama cảm ơn đại nhân chuyện này thực sự là thu hoạch ngoài dự định hay là mình bây giờ đi hỏi còn có ai muốn làm đội trưởng không nếu như muốn thì phải ra giá thật cao vị trí trưởng bộ phận này của mình cũng có thể nhường đừng không thể nghĩ nữa vạn nhất thân phận bị bại lộ thì xem như tiêu đời còn mấy vạn linh thạch đang đợi mình đem về nhà, không thể vì lợi ích nhỏ mà làm mất lợi ích lớn, nhưng không dám tham nhiều, thời gian cũng không còn sớm, trước tiên đi tìm Hazard thôi sao hôm nay cậu về sớm thế không cần lao động trên mặt đất sao cậu tự ý rời khỏi vị trí tôi sẽ báo cáo với kuyama đó đừng có suy nghĩ lười biếng báo cáo khí thế khiến người ta lại sống lưng này rốt cuộc là có chuyện gì chẳng lẽ cậu ta biết mình lấy số linh thạch đáng lý của cậu ta nên mới tìm mình tính sổ đồ đã vào túi ta rồi thì chính là của ta đừng hỏng lấy này là cậu tự mình thuốc đấy, không ông anh trông đần đần như vậy mà ý thức chiến đấu cũng mạnh quá nhỉ, thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác, cậu không phải Yamada, cho dù là cao thủ cấp C cũng không thể dễ dàng đỡ kiếm của tôi như vậy, cậu rốt cuộc là ai? Chết tiệt hiệu quả cách âm của ký túc xá này quá tốt, hô cứu mạng đã không kịp nữa, rồi, anh không nhận ra tôi sao? Tôi chính là anh em không có quan hệ huyết thống của anh, hấp thụ một nửa linh thạch và pháp khí nhập kho, tuy rằng giờ đã trở thành phú nhưng thói quen cần kiệm nhặt nhạnh lúc cơ hàn không thể bỏ tốt rồi tiếp theo chính là đóng giả thành Hazer nhưng vốn dĩ mặt nạ không thể thay đổi thân hình của lã thụ xem ra thì có thể nghĩ cách khác thuyết phục kuyama mà thôi dựa vào tên mặc giày này có vẻ không ổn yamada là người trời sinh đã thích một mình muốn tìm một lý do để vào thành phố thật khó nhưng vì kế hoạch chỉ đánh liều một lần thôi tại sao không có đồng tĩnh gì là do cửa cách âm quá tốt hay là trong phòng vốn dĩ đã không có ai để chắc chắn lã thụ còn gõ cửa thêm nhiều lần nữa có đèn rồi, mời vào, ôi đạch kích thích như vậy, hai đệ tử của cô ta này ở cùng nhau, đợi đã mình không phải phá hỏng chuyện tốt gì đó rồi chứ, ha giờ ơi anh thích ai thì không thích, lại đi thích người của cấp trên, cậu không biết nhấn chuông cửa sao, mình nói rằng mình quên nói với anh ta chuyện gì rồi liệu có ổn không, đây chẳng phải là lần đầu tiên đến căn cứ sao. Thực sự không biết là có chuông cửa, thật ngại quá, nói đi tìm tôi có chuyện gì, là như này, tôi muốn xin nghỉ vài hôm quay về thành phố Tây Kinh một chuyến, vừa mới tới đã muốn trở về. Hôm nay là dỗ của Hayabusa, tôi muốn về thắp nén hương cho anh ta, thực sự không nghĩ ra được lý do nào tốt thế ông anh mặt dày này tha thứ cho việc tôi đã ăn trộm ý tưởng của anh nhé. Không ngờ cậu là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Yamada, cậu đã xem qua Tam Quốc diễn nghĩa chưa? Chẳng lẽ giống 666 là một cách thức kiểm tra thân phận mới, chỉ biết sơ sơ thôi cậu biết sao càng là người đa nghi thì càng thích những người trung thành gan dạ loại tình cảm giống như trung thành gan dạ đó mới giúp tào tháo được người người sùng bái mà tôi cũng giống như vậy nếu như cậu có thể trung thành với tôi như với chủ cũ của cậu tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu tên này nói chuyện sao cảm giác đồng bóng là thế nào nhỉ được nếu như anh chết dỗ đầu của anh tôi cũng sẽ tới thắp hương cho anh không phải cậu con mẹ nó còn muốn đi thắp hương cho tôi đồ thần kinh được nếu như cậu đã muốn tới thăm hayabusa như vậy thì tôi đi cùng cậu moshi moshi mau đi đào mộ của hayabusa lên cho tôi tốt nhất là đào ra một thi thể không biết hayabusa chết rồi thì còn có thể phát cảm xúc tiêu cực được nữa không nếu được thì con số nhận được chắc chắn rất là cao đây chính là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của cậu đi cảm nhận mùi vị đau khổ đi lần sau vào thì nhớ phải nhấn chuông cửa trước yên tâm sau này anh cũng giống như cái chuông cửa kia đều không cần thiết phải tồn tại, đây là phi kiếm chỉ có thiên la địa võng mới có, hơn nữa còn có tới hai chiếc, tên này rốt cuộc là ai, tôi vừa mới chỉ nói dối thôi. Dỗ đầu của anh tôi không thể tới tháp hương cho anh được rồi, thật ngại quá, mấy ngày qua cũng không biết mấy thứ như nằm vùng đó là tùy mình không cách nào để khai sát với bị đám người buồn nôn của thần tập bao vây giờ thì tốt rồi không khí thật trong lành ngươi rốt cuộc là ai các ngươi sau thích đặt câu hỏi thế nhỉ hại ta mỗi lần đều phải nát óc nghĩ ra một đáp án ta chính là anh dũng tài ba trong truyền thuyết từ này không hợp lắm ngươi cứ gọi ta là anh hùng lấy của người giàu chia cho người nghèo đi hoặc là nắm đấm vì dân nắm đấm vì dân nhưng ngươi vừa nãy còn không có ra đấm nắm đấm vì dân không có nghĩa là phải dùng tới nắm đấm thật được chưa ngươi cần nói tới chủ đề tẻ nhạt này không sau đó cô gái này rút châm tóc ra tấn công lã thụ trượt rồi, khó trách vừa nãy gõ cửa không nghe thấy, hóa ra là bức tường này dày tớ như vậy. Người thế mà còn tâm tư nghĩ tới chuyện tường này dày bao nhiêu sao, không ngờ còn có linh khí, xem ra chất liệu của linh khí này còn có chút kỳ lạ, vẫn là đừng nên lấy đá trọi đá, nước thần. Sắp chết tới nơi rồi còn nghĩ ra đủ trò, chẳng lẽ trên bàn làm việc còn có hệ thống báo nguy hiểm sao, đừng hòng chạy, sau đó lã thụ dùng nước thần bắt lấy cô gái đó, vốn dĩ chỉ muốn giết Kuyama thôi. Kết quả lại là mua một tặng một giết nhiều cao thủ cấp C như vậy, thần tập là đã ngủ mơ thì sao, cũng tốt đợi mình quay về sẽ xem đây như một chiến công để báo cáo, còn về linh thạch, cậu là lấy linh thạch từ chỗ thần tập sao? Linh thạch, linh thạch là cái gì? Linh thạch không có thứ đó, còn nữa, anh không phải nói di sản cho tôi sao? Giờ số tài sản đó đâu rồi? Đúng chính là vậy, đồ lấy được từ chuyện này tuyệt đối không thể sung công quỹ, nếu như thực sự không được vậy thì nộp lên cấp trên 100 viên xem như là tiền hoa hồng đi, tiếng gì vậy? gia hỏa này cũng quá dã man rồi đi lấy sạch đồ của mình rồi đợi đã thứ ăn được không phải chỉ có pháp khí thôi sao đây là bảo bối vô giá muốn mua cũng không mua được mau nhà ra cho ta nhà ra ngay trả lại cho ta lực đạo của ngươi quá lớn rồi đi còn nữa người tại sao đến đây dây đai pháp khí của linh khí cũng cắn được vậy như vậy rất hư ngươi biết không hả đợi đã ngươi sao lại đột nhiên lớn tới như vậy ta nhớ lúc trước thôn vệ những pháp khí bình thường thay đổi chỉ có thể tích của nước thần thôi mà bây giờ không ngờ đến cả cơ thể nó cũng lớn tới như vậy là bởi vì liên quan tới chuyện thôn vệ linh khí sau không phải chứ không ngờ ngươi lại ăn linh khí mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn đây thực sự là đáng ghét mình lựa chọn giữa tiền tài và thể lực mà có điều thời đại thực sự thay đổi rồi ai có thể ngờ ngày xưa mua một thanh kẹo hồ lô mình còn phải suy nghĩ đắn đo mất nửa ngày bây giờ thế mà lại vướng vào một vấn đề khó khăn cấp thế giới này lúc ở đào tượng toàn dựa vào nước thần để tiêu diệt sát thủ ta mới có thể sống sót thoát khỏi di tích xem ra tiền này không giữ nổi rồi tiền không phải mất đi nó chỉ là đổi một hình thức khác ở bên cạnh ta mà thôi cứ nghĩ như vậy đi đúng rồi tiếp theo là đi lấy linh thạch rồi Sao rồi đại nhân Yamada, đại nhân Kuyama đồng ý rồi sao? Tôi có thể trở thành đội trưởng rồi đúng không? Hóa ra là anh yên tâm đồng ý rồi. Đại nhân Kuyama muốn tôi đi kiểm tra đồ trong nhà kho số 19 một chút, cậu đi làm việc của mình trước đi, đừng làm phiền tôi tôi, sắp được làm đội trưởng rồi. Dẫu sao mình làm xong chuyện hôm nay thì có thể về nước, nếu như muốn biết kết quả thăng cấp thì anh có thể đi hỏi Kuyama. Tốt quá rồi, linh thạch đều ở đây sau đó lã thụ bắt đầu đưa linh thạch vào sơn hà ấn, đây là thùng cuối cùng rồi, đến đây nào những linh thạch đáng yêu của ta, cuối cùng cũng xong 9.200 viên linh thạch, lần này phát tài rồi. Động đất sao, không đúng cơn địa chấn này đến từ mặt đất, giống như có sinh vật thế đó rất nặng, đang tiến về phía này, cứu mạng, địch tập kích là địch tập kích, đại nhân Yamada, có chuyện gì vậy, tôi cũng không biết, anh vẫn luôn ở bên ngoài nghe ngóng, có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không, tôi cũng không rõ, chỉ nghe nói hai kỵ sĩ cấp B đang điên cuồng chạy về phía này kỵ sĩ cấp B là cái quỷ gì, nói ra thì lão đệ là người duy nhất biết mình tới nhà kho sớ 19, để đề phòng vạn nhất thì tốt hơn nên trừ hắn đi, anh đi theo tôi, tôi còn có chuyện giao cho anh. Đại nhân Yamada lúc này ngài còn có chuyện gì muốn nói với tôi, anh có nghe thấy tiếng rắc không, cảnh báo có địch đại sảnh, kẻ địch đang hướng tới cơ sở. Chuyện gì vậy đại sảnh thần tập trực tiếp bị người ta phá rồi, là kẻ nào dám tấn công thần tập không được ta phải nhanh chóng rời khỏi đây mới được, chuyện gì vậy? điện lực ở cả thành phố Tây Kinh đột nhiên bị mất. Nếu như không phải căn cứ của chúng ta có chuẩn bị máy phát thì tất cả mọi thứ xem như tiêu tùng. Đại nhân Kuyama và đại nhân Yashi đâu rồi? Vào những lúc như này không phải là trốn ở đâu đó rồi chứ? Đừng bàn tán về cấp trên đồ ngốc, nhường đường chút đi, nhường đường tôi phải quay lại Tây Kinh, thả tôi ra, cậu đang làm gì đó hả, tôi phải quay về Tây Kinh. Giấy thông hành đại nhân Kuyama đã phê chuẩn rồi, anh xem đi, Yamada đúng thật là phê ra vào cấm địa, được cậu đi đi, cảm ơn, khóa cổng lớn lại không có sự cho phép của tôi không ai được ra ngoài, tránh thả nhầm nội gián, tên khốn kiếp cô ta này sao đột nhiên lại quay về chứ, nếu như làm như này thì mình làm sao chạy thoát đây, được rồi, tất cả quay lại kho đi. Ta có chuyện quan trọng cần thông báo, chết tiệt tiếp theo số linh thạch bảo bối của mình làm sao mà đem ra ngoài đây, các vị chuyện tổ chức chúng ta bị tổ chức khác tập kích, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy cả rồi, tiếp theo đây tôi sẽ giữ lại những cuộc hạ thân tín, tổ chức ứng chiến thần tộc Bắc Âu, lần này vô duyên vô cớ cũng không có báo thư tiên chiến, ngang nhiên tấn công chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn trước hành vi coi thường của thần tộc, chúng ta nhất định phải vì sự tồn vong của thần tộc, vì sự sinh tồn thần tộc đó không phải là nơi có tổ chức của liza sao thần tộc này không thù không oán với thần tập cô ta tới đây chẳng lẽ nào vì mình hóa ra trên thế giới này ngoại trừ lã tiểu ngư gia không ngờ còn có người vì mình mà không tiếc hy sinh cả tính mạng cảm ơn cô liza